Nhắc đến Pokemon thì không thể nào không nhắc đến những trận đánh đã làm nên thương hiệu. Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc những trận đánh nào đã từng làm ức chế và rúng động fandom một thời không? Gần nhất thì không nói bà ơi, tôi không có nói bà. Bà cũng làm ức chế đó, nhưng mà tại vì bà vô ái mà. Đó, đa phần những bản game Pokemon vì mang tiếng là dành cho trẻ em nên là độ khó của tụi nó cũng chỉ đủ đem đi thi vòng gửi xe của ai thông minh hơn học sinh lớp 5 thôi. Nói chung là có nhiều cái tôi chưa muốn nói mấy ông đâu nha Game Freak. Cũng có những trận đánh boss mà ở đó bạn cảm nhận được sự căng thẳng, đe dọa từ đối thủ. Cái cảm giác mà rất lâu người chơi Pokemon mới có thể trải nghiệm được trong suốt lịch sử phát hành của game luôn. Và vì thế hãy cùng tôi điểm qua những bài đánh boss hừng hực khí thế mà rất hiếm có cơ hội chúng ta có thể chiêm ngưỡng trong video này nha. Và cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Và một lưu ý nhỏ thì những boss sau đây sẽ không được sắp xếp theo thứ tự mạnh đâu. Nhưng mà tôi thấy càng vậy sao nó lại càng mạnh, hợp lý. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên là Whitney với Mew Tank. Trong Pokemon thì có rất nhiều boss, từ boss nhỏ cho tới boss lớn. Nhưng tôi nghĩ ai cũng biết, boss nhỏ chính là những thủ lĩnh nhà thi đấu mà chúng ta phải đối đầu ở mỗi thành phố để giành lấy huy hiệu và đi đến thử thách cuối cùng. Và hầu như ai cũng có thể dễ dàng vượt qua, hoặc có thua thì cũng có cách phục thù ngay sau đó. Nhưng có một thủ lĩnh mà khiến cho dường như những người từng chơi qua tựa game Gold Silver hoặc là chưa từng đụng tới cái game này cũng phải biết đến danh tiếng và kỹ năng bán hành thượng thừa, đó chính là Whitney, thủ lĩnh nhà thi đấu hệ thường ở thành phố Golden Road. Vậy tại sao Whitney lại ám ảnh người chơi suốt 20 năm qua, khi mà người ta nhắc đến những trận đánh khó nhất là phải gào tên cái nhà thi đấu này liền? Cụ thể hơn là gào tên Whitney và con Mew Tank của cổ. Đầu tiên thì ta nên đứng vào góc nhìn của những người chơi lần đầu trải nghiệm game vào thời điểm đó. Đây là gym thứ hai bạn phải vượt qua, nên là level những Pokemon bây giờ chỉ hầm hầm đâu khoảng 15 và 18 thôi. Tức là những Pokemon khởi đầu mà bạn chọn, hoặc là những Pokemon bạn bắt trong bụi cỏ, vẫn chưa có con nào lên cấp cuối hết. Pokemon đầu tiên của Whitney là Clefairy, rất là dễ xử. Nhưng đến Mew Tank là Pokemon không có cấp tiến hóa, với chỉ số có sẵn là 490. Nó ngang hàng hoặc là thậm chí còn cao hơn chỉ số của những Pokemon đã tiến hóa cấp cuối cùng nữa. Rồi nhìn cái chỉ số của nó đi, tốc độ 100, sinh lực 95 và phòng thủ vật lý 105 là làm bà cố nổi người ta được luôn rồi đó. Thử nghĩ xem, trong dàn Pokemon khởi đầu thế hệ 2 và những Pokemon đầu game có con nào chưa tiến hóa mà có bộ chỉ số này chưa? Với tốc độ 100, chắc chắn nó luôn đánh nhanh hơn tất cả những Pokemon của bạn. Và khi sử dụng chiêu Storm, vừa có cộng dồn sát thương của Staff hệ thường và có 30% khả năng gây flinch nếu Pokemon được đánh trước. Có nghĩa là nó luôn đánh trước và luôn có khả năng khống chế Pokemon của bạn. Chưa xong, chiêu hấp dẫn Attract như là một chiêu gây choáng với những Pokemon khác giới tính với Mew Tank, khiến cho tụi nó không thể nào tấn công được. Mà những Pokemon khởi đầu có tới 75% là con đực, tức là ngay từ đầu game bạn đã xác định là bạn sẽ lấp vế trước cái con bò sữa này. Và nếu bạn không bắt được Pokemon có giống cái nào thì xác định là vừa bị khống chế bởi chiêu Storm, vừa bị chiêu Attract này quấy rối. Và ác mộng thật sự là chiêu Rollout của nó. Chiêu này sẽ đánh liên tiếp trong 5 lượt và mỗi lượt đánh sau sẽ tăng thêm gấp đôi sát thương của lượt đánh trước. Nếu trong 5 lượt đó nó không đánh trượt thì sát thương tối đa chiêu này có thể gây ra là 480. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ đây là một cái thử thách mà chúng ta phải gặp khi mới tới gym 2 mà thôi. Và kể cả khi bạn có thể đánh được nó thì với sinh lực và phòng thủ vô cùng trâu bò, ừ thì nó là bò mà, nó vẫn có thể hồi máu bằng chiêu Meal Drink, uống sữa bò. Uống sữa của mình sao có ghê quá không. Với 4 chiêu thức đầy đủ tấn công, khống chế, hồi phục hoàn hảo như vậy thì đâu có lạ gì mà người chơi lại phải ám ảnh nó suốt hơn 20 năm ròng rã đâu. Và những cách để vượt qua con boss này thì cũng có, nếu bạn có thể khống chế được tốc độ của nó bằng trạng thái tê liệt và sử dụng Pokemon theo hướng sát thương đặc biệt thì may ra có thể hạ được nó. Hoặc là trong tòa nhà Golden Road Department Store, trước khi đi vô gym, bạn có thể trao đổi và lấy con Machop giống cái với một con Drowsy. Giống như là Game Freak đã biết trước là cái gym thứ hai này rất khó đánh, cho nên là cho bạn một cái đường lui gì đó. Đây giống như là cái giải pháp cuối cùng nếu bạn không có cách nào để đánh bại con Mew Tank này, thì bạn có thể sử dụng con Machop này để qua ải. Nhưng chúng tôi không có hẹn như vậy, thà ăn hành chứ không chơi cái trò này. Tản kiều. Được rồi, qua con boss thứ hai thôi. Cũng trong thế hệ thứ hai này, bản game Gold Silver hoặc là Heart Gold và Soul Silver, bạn sẽ được chạm trán một trùm cuối thật sự, một nhà huấn luyện huyền thoại, nhà vô địch của vùng đất Kanto, Red. Đây là trận đánh không bắt buộc, nhưng đối với chúng ta thì được so tài với một trainer huyền thoại là điều không ai có thể bỏ qua cả. Red
chờ ta trên một đỉnh núi tuyết. Khi mà ta đã hoàn thành tất cả phần cốt truyện chính, đi du hành qua cả hai vùng Kanto và Johto, ở trận đánh cuối cùng này, người chơi buộc phải tung ra toàn bộ sức mạnh đã tích lũy suốt chặng đường. Vì lúc này đội hình của Red đều ở level cực cao, là cao nhất trong những bản game đó luôn. Ở trong Gold Silver, level thấp nhất là 73, còn cao nhất là 81. Còn ở trong bản làm lại Heart Gold và Soul Silver, Pikachu của Red sẽ ở level 88, biến đây trở thành trận đối đầu với trainer có level cao nhất từng xuất hiện trong lịch sử của Pokemon. Và dù cho bạn có chơi bản Gold Silver hay là bản làm lại Heart Gold và Soul Silver, thì level của Red cũng là level cao nhất của cái bản game đó luôn. Và đương nhiên nó sẽ vượt xa luôn level Pokemon của bạn. Nên biết, trong thế hệ thứ hai thì việc luyện level không hề dễ dàng như hiện tại. Nên để đạt được một đội hình mà level ngang ngang với Red là điều cực kỳ khó khăn. Chúng ta sẽ bàn đến bản game Heart Gold và Soul Silver, vì đây là giai đoạn đỉnh cao nhất về sức mạnh của Team Red. Mở màn trận đấu sẽ chào đón bạn bằng một con Pikachu level 88 cầm theo Lipo, một vật phẩm gấp đôi chỉ số tấn công vật lý và đặc biệt cho Pikachu. Và bên cạnh đó, nó còn học được chiêu độc quyền Volt Tackle với sức mạnh 120 và có 100% độ chính xác, biến những đòn sát thương hệ điện của con chuột này đau đúng chất là thần thánh như trong anime luôn. Và vì đang đánh trên núi tuyết nên mưa đá sẽ luôn luôn rơi. Trong khi đó thì 3 trên 6 Pokemon trong đội hình của Red đều có thể học chiêu Blizzard, tính toán vãi như một cuộc đấu lãnh địa luôn. Lapras với sinh lực và phòng thủ cao sẽ luôn thổi bão tuyết vào mặt Pokemon của bạn. Snorlax là một trong những Pokemon hạng top thời điểm đó, với sinh lực, sức công phá và chống chịu vô cùng tốt. Rồi theo sau đó là gì? Là cấp cuối cùng của cả 3 starter thế hệ 1: Venusaur, Charizard, Blastoise. Tụi này có thể học được những chiêu độc quyền dành cho starter với sức mạnh 150, khiến cho việc đánh bại Red không hề dễ dàng, còn mang lại áp lực cực kỳ lớn khi đối đầu với những Pokemon hạng top thời điểm bấy giờ. Level thì cao vượt trội, cho nên sự căng thẳng trong trận đấu này không thể nào tránh khỏi, biến đây trở thành một trận đấu vừa khó khăn vừa đáng nhớ đối với những trainer tới tận bây giờ luôn. Chúng ta qua đến trận đánh boss tiếp theo. Nhắc đến trùm cuối thì làm sao bỏ qua được Tứ Thiên Vương, nhà vô địch của mỗi vùng đất. Nhưng cũng không phải Tứ Thiên Vương hay là Champion nào cũng thực sự là boss cuối, vì có người vô tri hết sức, có người thì chỉ xài đơn hệ trong trận đánh cuối cùng, có người thì được tung hô là trăm trận trăm thắng nhưng mà đánh thiệt thì chả ra làm sao. Còn có người thì dù có đa dạng hệ nhưng chiến thuật đánh và Pokemon sử dụng cũng quá là nhạt nhòa, sao đi đâu cũng thấy mặt chỉ ha. Quay lại thì thật sự những Champion những vùng đất gần đây như là một trò đùa vậy đó. Nhưng trong lịch sử cũng có một người xứng tầm với danh hiệu nhà huấn luyện mạnh nhất vùng đất, củng cố lại cái danh hiệu và trở thành tiêu chuẩn để tạo ra một Champion mà tới tận bây giờ đã 9 thế hệ vẫn chưa có ai qua được. Nó khiến cho trận đánh cuối cùng này không còn là một trận đánh làm ra để vuốt ve cái tôi của người chơi nữa. Nói đến đây thì ai cũng có cái tên đó trong người rồi: Cynthia. Vậy điều gì làm nên sự đặc biệt của Cynthia? Ngồi xuống, tôi kể cho nghe một huyền thoại. Đầu tiên là đội hình 6 Pokemon của cổ, bao gồm hầu hết là những Pokemon cực kỳ khó bắt trong bản game thế hệ đó. Và cảm giác gặp phải những Pokemon hiếm mà mình chưa gặp bao giờ trong suốt quá trình chơi game như là một mồi lửa châm ngòi cho cả tấn áp lực đằng sau. Vì chúng ta thời điểm đó chưa biết gì về tụi nó, nhưng chắc chắn biết rằng tụi này rất mạnh thông qua thiết kế, độ hiếm gặp và danh hiệu đã được gắn lên tụi nó thông qua anime. Vì là tôi đang nói trên góc nhìn của những người chơi lúc mới trải nghiệm game lần đầu, nên sự xuất hiện hết thảy 4 trên 6 Pokemon cực kỳ hiếm này là một đòn tâm lý khá lớn và khá thốn đối với người chơi. Mở đầu bằng Spiritomb, là Pokemon bạn muốn bắt phải cực kỳ lằng nhằng vì phải có được vật phẩm Orchestone, thả nó xuống giếng, xong xuống khu vực dưới lòng đất, nói chuyện với 32 NPC khác nhau thì mới có thể có được, vừa báo mà còn vừa hành nữa. Còn Milotic bảo hơn nữa, Feebas trong mỗi bản game nào cũng khó bắt hết, nhưng mà cái độ khó trong bản game này là một đỉnh cao khi mà chỉ có thể bắt được bằng cách câu cá ở một hồ nước duy nhất nằm trong hang động, và không phải các chỗ nào trong cái hồ nước này cũng bắt được, mà chỉ có thể xuất hiện đúng hai ô nước bất kỳ. Bạn phải lên mạng tra sổ số hàng ngày, bởi vì mỗi ngày ô nước bắt được Feebas sẽ được reset lại và chúng ta phải tra lại sổ số từ đâu. Nó không hiểu làm vậy chi. Rồi con cuối cùng là Garchomp, bạn phải bắt Gible trong một cái hang ẩn, ý tôi là đã ẩn thì là cực kỳ ẩn luôn. Nếu bạn không lên mạng tìm hiểu thì bạn cũng không biết cái hang này nằm đâu hết, bởi vì nó ở dưới gầm cầu và được cái cầu này che lấp đi. Và bạn biết đó, Gible trong bản Diamond and Pearl chỉ có thể bắt được trong cái hang này mà thôi. Còn Lucario thì trời ơi, bạn chỉ có thể có được Riolu bằng cách nhận được trứng khi đã giúp Rally đi qua hang động ở Iron Island như một phần thưởng, và không có cách nào sở hữu được Riolu nữa.
Đó, vậy mà cái bà Cynthia này bà bắt được 4 con đó, cũng hay đó trời. Bởi vì khó bắt như vậy cho nên việc đi game bình thường chúng ta sẽ không thể nào gặp được 4 con này đâu. Chưa kể thì đội hình của Cynthia lúc này đều maximum chỉ số, đủ tiêu chuẩn để đi đánh VCC luôn chứ không có đùa. Đầu trận là Spirit Tomb, mang song hệ ma bóng tối. Thời điểm đó hệ tiên chưa ra đời, nên song hệ này là song hệ duy nhất, không có bất kỳ cái điểm yếu nào. Cộng với bộ chỉ số phòng thủ vô cùng trâu bò, bạn phải chật vật đánh được máu nó hạ xuống màu đỏ. Thì rồi Cynthia lại hồi lại full ke máu bằng full restore, là thấy không có ưa nổi rồi đó. Xong trầy da tróc vẫy hạ gục được con đầu tiên. Bạn tưởng thoát nạn, thì đằng sau nó là Roserade, Pokemon hệ cỏ đáng sử dụng và mạnh nhất sau Starter hệ cỏ của Gen 4. Tiếp đến là Gastrodon, con này có song hệ nước và đất. Đây là con Pokemon được sử dụng vô cùng phổ biến trong chiến đấu VCC hiện tại luôn. Thì các bạn cũng biết độ khó chịu của nó như thế nào rồi đó. Xong là bán á thần Lucario, rồi đến Milotic, cực kỳ trâu bò và khó chịu. Cuối cùng hốt xác bạn là á thần Garchomp, nổi tiếng kể từ khi ra mắt tới giờ. Chưa hết thì dường như mỗi lần xuất hiện của Cynthia trong những bản game sau đều giữ nguyên được sự áp lực và đầy đe dọa này. Gần đây nhất là bản game remake Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Đội hình này vẫn được giữ nguyên, chỉ số vẫn maximum, và kèm theo đó là 6 Pokemon này đều mang theo trang bị phù hợp để tối ưu hóa sức mạnh của tụi nó, biến cái trận đối đầu cuối cùng trong game trở thành trận đánh đúng nghĩa, khi mà nhà vô địch đang ở trạng thái mạnh mẽ nhất, tốt nhất, còn người chơi lúc này không có đủ điều kiện để nâng tầm Pokemon của mình và cũng đang khá ý vì cả một hành trình từ đầu game tới giờ đều rất dễ. Đúng quả thật là Cynthia đã cứu vớt lại rất nhiều những cái lỗi mà bản BDSB này tạo ra. Vì dù trước đó vô tri thế nào và có dễ ăn ra sao, thì khi bước chân vào đánh Tứ Thiên Vương cùng với Champion Cynthia, mỗi người chơi đều phải sốc lại tinh thần, đấu nghiêm túc, chuẩn bị đội hình, vật phẩm đầy đủ, nếu không muốn lịch sử bị đánh bại ngày xưa lặp lại. Vì ai ai cũng biết, Cynthia chưa bao giờ được nhà sản xuất xây dựng hời hợt, ngay cả trong game và trong anime luôn. Thôi qua con trùm tiếp theo đi ha. Bẵng đi một thời gian khá dài sau đó, khi mà thế hệ 7 ra mắt, bản game Sun and Moon thì cũng dễ đánh đi, kể cả Tứ Thiên Vương và Champion. Tôi đã nghĩ thế hệ này sẽ qua đi rất mờ nhạt, ấy là cho đến khi bản game Remaster, Ultra Sun và Ultra Moon ra mắt liền một năm sau đó. Tuy là chẳng khác quá nhiều về cốt truyện cũng như là độ khó, đó là tôi nghĩ vậy, cho đến con boss cuối cùng, như là một cái tát đau điến vào mặt người chơi. Khi trước đó đã được vuốt ve cái tôi bằng những trận đánh quá dễ dàng, đúng nghĩa là một con boss luôn á. Vì nó không phải là trainer, nó là một con Pokemon huyền thoại, vị thần ánh sáng, một vị chúa khác theo phân tích có thể là cả đa vũ trụ luôn. Ultra Necrozma, để kể sơ sơ về huyền thoại của nó trước đã. Hình dạng Ultra Necrozma từng là một sinh vật hòa bình, lan tỏa ánh sáng khắp vũ trụ để mang lại sự sống cho cả hành tinh. Tuy nhiên, người dân của thành phố Ultra Megalopolis đã bắt cóc và tra tấn sinh vật này nhằm khai thác, lấy đi ánh sáng và cung cấp năng lượng cho thành phố, đến mức nó trở nên kiệt quệ, đầy hận thù vì bòn rút cạn kiệt năng lượng. Ultra Necrozma trở lại thành hình dạng bình thường. Lúc này nó thoát ra với đầy sự căm phẫn và hút hết ánh sáng từ thành phố cũng như là những hành tinh mà nó đã đi qua. Trong nhiệm vụ cuối cùng, khi chúng ta đi đến thành phố Megalopolis, thì Necrozma dường như đã hấp thụ toàn bộ ánh sáng trên cả vùng Alola và có thể là tất cả đa vũ trụ khác. Lúc này nó đã trở thành hình dạng thật của mình. Hình dạng này của nó giống với một con rồng tràn đầy năng lượng, song hệ là rồng và siêu linh. Người chơi bắt buộc phải đánh bại nó, chứ không có cơ hội nào bắt được nó cả. Và một thông tin với những người chơi game này lần đầu sẽ không biết, nếu không tính hai dạng Mega của Rayquaza và Mewtwo, cũng như là Dynamax của Eternatus, thì nó sẽ là Pokemon có tổng chỉ số cao nhất. Kèm theo đó là một nguồn năng lượng bao quanh khắp cơ thể, giúp cho nó cường hóa tất cả chỉ số vốn đã cao ngất ngưỡng của mình. Chưa hết thì đặc tính độc quyền, Neuroforce sẽ tăng thêm 25% sức sát thương của những chiêu thức gây siêu hiệu quả lên đối thủ. Tốc độ của nó là 129. Ở trong vùng Alola thì rất ít Pokemon đạt được tốc độ cao. Có lẽ là Crobat và Tapu Koko là hai Pokemon có thể outspeed được nó. Nhưng sau khi được cường hóa tất cả các chỉ số thì dường như không có một con Pokemon nào có thể nhanh hơn nó được. Mà một khi nó đã đánh trước thì đa số là một hit đi luôn. Chỉ độc quyền Photon Gazer, hệ siêu linh với sát thương là 100 và luôn luôn đánh trúng. Bên cạnh đó thì nó còn có Dragon Pulse, Power Gem, Smash Strike, những chiêu thức toàn tấn công có thể giúp nó khắc chế đa số những khuyết điểm của mình. Vì cả 4 chiêu này đều tấn công nên con boss này hoàn toàn không hề nhân nhượng và không có sơ sót nào trong lượt nào cả. Và với nhiêu đó sức mạnh, nó đã làm cho toàn bộ người chơi Pokemon lúc này bị sốc tâm lý nặng nề.
cái này cũng là ai cuối cùng thôi, ai làm khó mình làm gì đâu, đúng không? Coi như với suy nghĩ đó là chúng ta đi đời cô lũ liền. Mà dường như phần lớn không ai có thể đánh bại được nó trong lần chạm mặt đầu tiên, mà chưa chắc đến lần thứ hai cũng có thể hạ được nó đâu nha. Nếu đã hiểu nó vừa nhanh vừa mạnh rồi thì chỉ có thể khắc phục, một là hút máu nó bằng thời tiết, trạng thái xấu, bỏng hoặc là trúng độc, có thể giảm tốc độ của nó bằng cách gây tê liệt, hoặc là cho Pokemon mang những trang bị như là Quick Fit thì may ra có thể thoi thóp mà đánh bại nó được, khiến cho cái cảm giác cuối cùng cũng hạ được Ultra Necrozma, đúng nghĩa là đánh trùng cuối như trong các bộ anime luôn đó. Khi mà phe chính diện phải mất mát rất rất nhiều mới có thể hạ được phe phản diện. Tôi không nói tới bộ truyện này nha, cái bộ truyện này lạ quá tôi không biết. Cần làm ra những con boss mà phải thật sự chất lượng như thế này thì người chơi game Pokemon mới cảm thấy đã chứ. Ai như chị đâu hả? Chị nhìn đi, chị nhìn người ta kia. Sau đây là con boss cuối cùng. Sau Gen 7 thì cũng khá lâu cho đến khi bản game Pokemon Legend Arceus ra mắt, ta mới có thêm một trận đánh boss sức đầu mẻ tráng lần nữa. Và trận này coi như là trận đánh chưa bao giờ có tiền lệ trong lịch sử phát hành game Pokemon tới giờ luôn. Và theo tôi có lẽ đây là trận đánh boss khó nhất từng xuất hiện trong những dòng game chính của Pokemon luôn. Tôi đang nói đến trận đánh cuối cùng với Volo, một nhân vật được giới thiệu từ đầu game, giúp đỡ người chơi trao đổi vật phẩm. Khi bạn gặp biến cố, không một ai tin tưởng bạn, thì trong căn phòng có 100 người, dù cho có 99 người quay lưng với bạn, thì chỉ cần có một người trong đó tin tưởng và đồng hành cùng bạn thôi là bạn đã có đủ sức mạnh để đi cứu thế giới. Và người đàn ông cờ xanh đó là ai? Không ai khác chính là Volo. Nhưng cho đến khi hoàn thành xong tất cả cốt truyện, bạn tưởng phần còn lại chỉ là vui cùng vui mất ca thôi, không còn một plot twist nào nữa hết, thì bộ mặt thật sự của Volo mới xuất hiện, rằng Oppa này chính là người đã gây ra toàn bộ sự kiện trong game. Bất ngờ vãi. Anh ta đã liên lạc và sử dụng sự căm thù của Giratina với lại Arceus để xé toạc vết nứt không thời gian, khiến cho người chơi bị đưa về quá khứ, và mọi sự kiện trong game bây giờ mới bắt đầu. Úi chà, Giratina căm thù Arceus, giờ mới biết. Ừ, tôi cũng bất ngờ. Quay lại thì giờ đây Volo đang nắm giữ mạnh sức mạnh thứ 18 của hệ ma, và yêu cầu người chơi giao ra 17 mạnh sức mạnh còn lại để hắn triệu hồi được Arceus, sử dụng sức mạnh của Giratina khúc phục Arceus và tái tạo ra một thế giới mới. Kế hoạch hay đó anh dài, nhưng anh xui là gặp tụi em. Cái quan trọng là trận đấu cuối cùng này dường như đã đi vào lịch sử, vì đội hình này nó y chang đội hình của Cynthia. Nghe cái nhạc nền của Cynthia nè. Ôi, nổi hết da gà. Cái bản nhạc ác mộng cùng đội hình này chắc chắn nó sẽ quậy cái tim bạn thành một cái nồi cháo heo trước, làm như tổ tiên cái bà này luôn có máu làm trùng cuối hay sao đó. Có cái chỗ khác là thay vì sử dụng Milotic thì Volo sẽ sử dụng Hisuian Arcanine, nó cũng không có dễ hơn là mấy. Nhưng nhiêu đó là đã quá khó xử khi mà Spiritomb mở đầu, rồi Togekiss, rồi Roserade, rồi Lucario, chốt sổ lại bằng Gachon. Để đánh thắng 6 con này thật sự là cũng trại da tróc vảy đó. Và lúc bạn chơi game thì với độ khó này, bạn nghĩ là đã xong rồi, khi cuối cùng đã đánh bại được tiền thân của Cynthia, thì... Chưa kịp nghỉ ngơi, Giratina xé toạc vết nứt không gian, bước ra rồi tiếp chiêu với bạn ở level 70. Và lúc này nó được búp sức mạnh từ hư vô, với toàn bộ chỉ số được cường hóa, giống y chang Ultra Necrozma luôn. Còn đội hình của bạn thì đã cạn kiệt sức lực, dường như không còn Pokemon nào đủ khỏe để đánh với Giratina đang hừng hực khí thế. Nếu như bạn có liên tục cho Pokemon của mình hồi máu và có may mắn đánh bại được Giratina dạng thường, thì sau khi đánh bại nó, ta lại vô tình khiến cho nó thức tỉnh ra ác quỷ, biến thành dạng Origin, tự động hồi lại hoàn toàn cái máu và đánh với ta một lần nữa, với toàn bộ chỉ số vẫn còn được búp nha. Giờ đây thì bạn còn cái gì? Còn cái nịt. Và bạn biết điều gì là thú vị nữa không? Trong suốt quá trình này, nguyên đội hình của bạn không hề có cơ hội được hồi máu lần nào, cứ đánh liên tục và liên tục, không hề nghỉ ngơi. Nếu có thua, bạn phải đánh lại từ đầu. Nghĩ mà xem, bạn phải đánh với đội hình của một trong những nhà huấn luyện mạnh nhất như Cynthia, xong lại phải tiếp thêm 2 lần Pokemon huyền thoại ngang ngửa Dialga và Palkia
mà luôn luôn được búp toàn bộ chỉ số nha, chỉ với 6 Pokemon bé bé xinh xinh của mình, khiến cho độ căng thẳng của trận đánh này khi chạm trán lần đầu tiên lên đến đỉnh điểm. Sai một ly là đi vô trường ga, và tôi chắc chắn là không ai có thể lường trước chuyện này mà thắng trong lượt đầu tiên cả. Wow, trận đánh này y chang như là Cynthia và Necrozma gộp lại vậy đó. Và nói thật là tôi yêu cảm giác bị hành thế này, nói thiệt. Nó cho thấy được sự nghiêm túc và khiến cho người chơi phải thật sự chú tâm, chứ không chơi một cách hời hợt. Nó khiến cho tôi và cũng như tất cả những nhà huấn luyện khi trải nghiệm game phải nhớ lại là tại sao mình lại yêu Pokemon đến vậy. Không mấy bản game thế hệ nào cũng có được những trận đánh boss như vậy đi trời. Thì cái lửa trong tụi tôi vẫn cháy hừng hực với Game Freak, cháy mãi thôi, dù cho các vị đôi lúc gây ra những thứ khó hiểu về lụ ấy. À, chưa hết video đâu. Đây là một các nhà huấn luyện nghĩ gì, nơi tôi sẽ đọc và trả lời nhanh một vài comment ngẫu nhiên của các nhà huấn luyện ở trên kênh. Anh Semin thử xếp hạng mấy con chó bản địa của từng vùng đất được không anh? Ủa có hả ta? Có thì để anh coi thử ha. Mình không rành chiến thuật này kia nhưng mà vẫn thích xem video của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều, và đó cũng là điều mà mình rất mong muốn, khi mà có thể góp được một phần giúp cho Pokemon được biết đến nhiều hơn và có thể dễ dàng tiếp cận với các bạn hơn. Mình sẽ cố gắng. Một lần nữa cảm ơn bạn và những nhà huấn luyện đã luôn theo dõi video của mình.